trong khi nhựa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tác động môi trường của nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là liên quan đến vi nhựa. Là những mảnh nhựa nhỏ dài chưa đến 5mm và có thể gây hại cho đại dương và đời sống thủy sinh của chúng ta. Một nguồn vi nhựa chính xâm nhập vào đại dương của chúng ta là quần áo của chúng ta. Chúng bao gồm các sợi cực nhỏ của acrylic, nylon, spandex và polyester bị rụng mỗi khi chúng ta giặt quần áo. Những sợi này sau đó được đưa đến các nhà máy xử lý nước thải hoặc thải ra môi trường mờ. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Scientific Reports là nghiên cứu đầu tiên đưa ra ánh sáng về cách các mầm bệnh trên đất liền có thể đi nhờ vi nhựa trên đất liền và được đưa ra biển. Điều này cuối cùng có thể gây hại cho con người và động vật. Hai tác nhân gây bệnh được nghiên cứu là Toxoplasma gondii, Cryptosporidium crypto và Zadia. Cả hai đều có thể lây nhiễm sang người và động vật. Cả hai đều được tìm thấy trên khắp đại dương và được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là nguyên nhân bị đánh giá thấp gây ra bệnh tật do ăn động vật có vỏ. Mọi người dễ dàng loại bỏ các vấn đề về nhựa như một thứ không quan trọng đối với họ, chẳng hạn như tôi không phải là một con rùa trong đại dương, tôi sẽ không mắc kẹt vì điều này. Tác giả tương ứng Karen Shapiro, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và phó giáo sư tại trường thú y UC Davis. Nhưng một khi bạn bắt đầu nói về bệnh tật và sức khỏe, bạn sẽ có nhiều quyền lực hơn để thực hiện thay đổi. Vi nhựa thực sự có thể di chuyển vi trùng xung quanh. Và những vi trùng này kết thúc trong nước và thức ăn của chúng ta. Điều đáng lo ngại hơn nữa là T. gondii là một loại ký sinh trùng chỉ có trong phân mèo và đã lây nhiễm bệnh toxoplasmosis cho nhiều loài đại dương. Các nhà nghiên cứu tại UC Davis đã có một lịch sử nghiên cứu lâu dài về mối liên hệ giữa loài ký sinh này với cái chết của rái cá biển. Cùng với việc giết hại động vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng, bao gồm cá heo Hector và hải cẩu tu sĩ Hawaii. Các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu các sợi nhỏ và microbit để chứng minh loại sợi nào có nhiều khả năng mang mầm bệnh ra ngoài hơn. Họ kết luận rằng nhiều ký sinh trùng bám vào sợi nhỏ hơn microbit có thể là do các hạt mềm của loài trước đây được tìm thấy phổ biến ở vùng biển California và cũng được tìm thấy ở động vật có vỏ. Đồng tác giả Chancy Rockman, một chuyên gia về ô nhiễm nhựa và là trợ lý giáo sư sinh thái học tại Đại học Toronto, cho biết có một số cách con người có thể giúp giảm tác động của vi nhựa trong đại dương. Cô ấy lưu ý rằng các sợi nhỏ thường được thải ra trong máy giặt và có thể đến đường nước thông qua hệ thống nước thải. Rockman cho biết, công trình này chứng tỏ tầm quan trọng của việc ngăn chặn các nguồn vi nhựa đối với đại dương của chúng ta. Các chiến lược giảm thiểu bao gồm bộ lọc trên máy giặt, bộ lọc trên máy sấy, tế bào hấp thụ sinh học hoặc các công nghệ khác để xử lý nước mưa và các phương pháp quản lý tốt nhất để ngăn chặn sự giải phóng vi nhựa từ các ngành công nghiệp nhựa và công trường xây dựng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!